Em Thắng xin chào toàn thể anh chị em xem kênh ạ. Chà, em hôm nay có làm video chuyển nhượng tiếp bạn cún đực này vào trong Sài Gòn vào trong Sài Gòn cho một anh khách ạ. Bạn này là bạn đực đen tuyền nhá. Mang xả Mexico. Đấy. Như bạn này thì bên em đã tiêm 3 mũi và cũng đã tẩy giun định kỳ. Và anh khách thì cũng đã lựa chuyển cọc trước con này. Và chuẩn bị đến ngày suất thì là bên em có tách riêng ra và theo dõi một vài hôm. Ok thì là sẵn sàng bên em gửi cho anh khách. Bạn này thì nói chung là khá nghịch, bằng nhắn. Anh ấy cọc con này từ lúc mà tiêm mũi 2, thì bên em tiêm xong mũi 3 thì là bên em mới suất và gửi cho anh ấy. Thì đối với một con chó vận chuyển xa thì bên em lúc nào cũng sẽ chuẩn bị thức ăn và máng nước và sẽ cân qua để khi về nhà mới cho nó chuẩn chỉ. Đấy. Nhiều anh em cũng nuôi chó ở xa cứ hỏi vào là con của em có làm video không, thì là nói thật với anh chị em là rảnh thì là bên em mới làm được video, còn nếu mà bận thì là bên em sẽ không có thời gian để làm. Đấy. Đây là form dáng của một bạn đực bên em chuẩn bị gửi cho anh khách. Nói chung là bạn này có màu áo là đen tuyền. Anh ấy mua thì anh ấy chơi phong thủy chứ. Đấy. Tướng táng thì rất đẹp một con chó. Đối với bạn này của bên em thì em cũng chưa cân nó tí, cho lên bàn cân thì rõ bạn này, đối với bạn này thì chắc chắn là sẽ đạt tầm khoảng độ 8 đến 9 kg là chắc chắn. Bạn này nông rất sát. Đấy, rất nghịch, rất đằng nhằng. Đấy. Và bây giờ là em sẽ ôm bạn ấy ra và em sẽ cân qua cho anh chị em và anh chủ xem. Úi giời ơi, thích lắm. Dòng này thì nói chung là khá quấn chủ. Quấn chủ rất thích ôm. Đấy, lại bẩn hết cả lồng rồi. Đấy, đây nha, đây là một bạn cún đực. Đối với chó đan thì bên em sẽ không thường xuyên tắm đâu. Bản thân tắm thì con chó lại nghịch. Và bây giờ em sẽ cho bạn ấy vào lồng và sẽ cân qua. Đây là cái lồng. Lồng đối với bên em thì lúc nào chỉ dao động 3 cân, lồng này hơn 3 cân một tí, 3 cân 4 về mức lồng nhé. Đây là 3 cân 4, à 3 cân 2 thôi. Cân nó hơi nhích một tí ạ. Đấy, đi vào đây. Rồi. Bạn này thì bên em sẽ gửi tàu vào chiều tối, 9 giờ tàu sẽ xuất phát ạ. Đây, bên trong là có một máng uống nước và bên tàu sẽ giúp bọn em đổ cám vào và cho bạn cún ăn nhẹ ở trên tàu. Anh chị em ở xa cứ yên tâm, lựa con giống bên em là bên em gửi chó toàn quốc, bảo hành cho anh chị em là nhận chó khỏe mạnh và không một tật lỗi. Bảo hành thêm cho anh chị em một tuần về bệnh. Trong trường hợp xấu thì bên em sẽ là người chịu trách nhiệm chuyển lại tiền hoặc đền lại con giống cho anh chị em, yên tâm ạ. Bạn này vừa rồi là hơn 3 cân cả lồng. Thì là bây giờ cả lồng là sẽ 13 kg. Gần 13 kg thì tương đương bạn này sẽ cũng rơi vào gần 10 cân và tầm 9 cân rưỡi. Đấy. Còn đây là thuốc phòng và thuốc tẩy giun và một ít cám là cho bạn cún ăn nhẹ ở trên tàu. Đấy. Anh chị em nào mà có nhu cầu chơi con giống thì qua trại em xem, ở gần qua trại em xem. Trại em có địa chỉ tại Ủy ban xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Còn đối với anh chị em ở xa không qua được thì vui lòng kết bạn Zalo với em qua số điện thoại em để dưới màn hình ạ. Em sẽ gửi video clip hình ảnh anh chị em ưng thì là bên em sẽ gửi xe cho anh chị em hoặc gửi tàu. Đấy. Anh chị em xem kênh cho em xin một nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với những bạn cún khác. Kết thúc video, em xin chúc cún lên đường về nhà mới bình an, hay ăn chóng lớn. Cảm ơn anh chủ đã tin tưởng lựa chọn con giống của trại. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo ạ.